Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung thu năm 2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phước đã gửi thư chúc Tết Trung thu các cháu thiếu niên nhi đồng. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, Tết Trung thu mang niềm vui đến với các cháu trong tình thương yêu trìu mến của các bậc ông bà cha mẹ, thầy cô giáo dành cho các cháu. Đây cũng là dịp các cháu vừa bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và quyết tâm mới. Được biết, trong năm học vừa qua, các cháu thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Nhiều cháu là con em gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Những thành tích đó đã góp phần rạng rỡ truyền thống hiếu học của con người xứ Nghệ, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho các bậc ông bà, cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi các cháu đã đạt được những thành tích trên và thân ái gửi tới toàn thể các cháu những tình cảm thân thương nhất. Mong các cháu hãy nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính yêu thầy cô giáo, đoàn kết, yêu thương bạn bè, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, phấn đấu làm được nhiều việc tốt, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Chúc các cháu đón Tết Trung thu thật vui, đầm ấm, an toàn, bổ ích và chăm ngoan học giỏi, nhiều tiến bộ. Thân ái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Hồ Đức Phước. Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, vừa qua đồng chí Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp đến thăm và tặng quà của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho các cháu thiếu nhi ở trường mầm non Hương Tiến. Tại đây, sau khi nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo một số kết quả về thành tích học tập của nhà trường trong năm học qua, các mục tiêu nhiệm vụ cho thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chúc mừng những sự nỗ lực cố gắng của tập thể nhà trường trong năm học qua, chia sẻ những khó khăn mà nhà trường đang gặp phải và mong rằng năm học mới này, nhà trường sẽ phấn đấu đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa. Chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu thật vui vẻ và ấm áp. Cũng nhân dịp này, có 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của nhà trường được nhận quà của Ủy ban nhân dân huyện. Cũng nằm trong chương trình tặng quà nhân Tết Trung thu, chiều nay các đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phan Thị Anh Đào, Phó Phòng Giáo dục Đào tạo huyện cùng đại diện Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã tới tặng quà cho các cháu thiếu nhi trường mầm non xã Thanh Nho. Được biết là xã miền núi, cơ sở vật chất đang còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương của cấp trên, trong những năm qua, địa phương đã tập trung đầu tư, quan tâm tới công tác giáo dục mầm non, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cháu học tập tốt. Trao quà của Ủy ban nhân dân huyện cho các cháu mầm non, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến ngành học mầm non để nhà trường sớm đạt chuẩn theo tiêu chí phấn đấu mà ngành đã đặt ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo huyện nhân dịp Tết Trung thu vào các chương trình sau. Ủy ban nhân dân huyện vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Cơ giới Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An, Tổng công ty Máy điện lực và Máy nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về các loại máy cày 4 bánh tại xã Thanh Ngọc. Tại đây, các đại biểu là lãnh đạo các phòng ban cấp huyện, các xã và đại diện hộ nông dân của 40 xã thị đã được theo dõi mô hình trình diễn, tính năng tác dụng của một số loại máy cày 4 bánh mới được cải tiến hoặc mới xuất hiện lần đầu. Trên nhiều loại đất ruộng khô, mơn cạn và sâu trũng, các loại máy này đã chứng tỏ được khả năng vượt trội, được những người nông dân đã từng sử dụng máy đánh giá cao. Sau khi theo dõi trình diễn trên hiện trường, tại hội nghị Ủy ban nhân dân xã Thanh Ngọc, các đại biểu đã được các đơn vị sản xuất và cung ứng giới thiệu chi tiết về nguyên tắc thiết kế, công suất, giá cả và cơ chế bảo hành, bảo trì, sửa chữa máy móc, đào tạo nhân công. Nói về những điều này, ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới Nông nghiệp Nghệ An cho biết. Thực hiện theo cái quyết định 09 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về hỗ trợ chính sách mua máy cày nông nghiệp, các loại phục vụ nông nghiệp từ năm 2012 đến 2015 thì có những cái cơ chế như thuộc các cái xã mà vùng núi thấp thì được hưởng chính sách là hỗ trợ 20%, còn lại 80% thì được vay 3 năm không mất lãi suất.
còn lại những cái vùng xã đồng bằng thì được vay 3 năm không mất tiền lãi suất. Thì cái hỗ trợ 20% ấy thì là tỉnh hỗ trợ hàng năm. Đấy, thì đến tháng 12 thì khi nữa làm quyết toán thì khi nữa là mới có cái tiền để hỗ trợ cho bà con nông dân. Còn một cái số xa mà lấy cái số lượng ít từ 10 máy đến trở lại thì cơ quan vẫn hỗ trợ ngay. Cơ khí bảo hành, bảo trì thì trong quy định của nhà máy sản xuất thì máy bảo hành là trong 6 tháng. Nhưng ngoài 6 tháng rồi thì cơ quan vẫn có đội ngũ và có xưởng để cho bà con đưa máy về. Cơ quan sẽ cùng là làm trung tu bảo dưỡng thì những cái phụ tùng mà thay thế thì bà con phải bỏ. Còn lại là nhân công thì cơ quan phục vụ sau cái mùa vụ đã thu hoạch xong. Sau khi nghe và trao đổi cụ thể các nội dung liên quan, đã có nhiều địa phương, đơn vị và cá nhân đăng ký mua máy. Việc đưa các loại máy móc, trong đó có các loại máy cày vào sản xuất nông nghiệp, đã được cấp ủy chính quyền các cấp và người dân trên địa bàn huyện ta quan tâm từ lâu. Hiện tại, đã có trên 300 hộ dân sử dụng máy cày, có một số địa bàn đã có trên 70% số người làm đất bằng máy móc. Với các loại máy móc mới và các cơ chế ưu đãi, tin chắc rằng sẽ càng có thêm nhiều người dân mua và sử dụng các loại máy cày để nâng cao năng suất lao động, nhất là trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, ruộng đất được chuyển đổi, không còn manh mún và các tuyến đường nội đồng cũng đã được làm mới hoặc nâng cấp như hôm nay. Sáng ngày 27 tháng 9, Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Trung tâm Dân số huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động và tập huấn về mô hình tư vấn chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Tham gia hội nghị tập huấn có gần 100 cán bộ là chuyên trách dân số, tình nguyện viên, trưởng ban chỉ đạo dân số, trưởng trạm y tế, chủ nhiệm câu lạc bộ người cao tuổi của 3 xã được thụ hưởng dự án là các xã Thanh Liên, Thanh Mỹ và xã Võ Liệt. Trong 2 ngày từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 9, các đại biểu được tiếp thu một số nội dung cơ bản, đó là triển khai mô hình tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng, một số thông tin đặc trưng già hóa dân số ở Nghệ An, dự kiến kế hoạch triển khai tại các cấp, một số kỹ năng tư vấn chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, phương pháp tổ chức câu lạc bộ, những điều cần biết trong sinh hoạt hàng ngày và luyện tập của người cao tuổi, dinh dưỡng và ăn uống hợp lý cho người cao tuổi, cách nhận biết những bệnh thường gặp ở người cao tuổi, sử dụng thuốc an toàn và hợp lý cho người cao tuổi, phòng bệnh và chăm sóc người cao tuổi, một số bài tập thể dục thông thường đối với người cao tuổi. Toàn bộ nội dung trên do Chi cục Dân số tỉnh, Hội người cao tuổi tỉnh và các bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, Trung tâm Dân số huyện trực tiếp truyền đạt và lên lớp. Ngoài các nội dung đã nêu ở trên thì hội nghị được nghe Chi cục Dân số tỉnh còn nêu lên một số vấn đề nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn hiện nay và tình trạng mất cân bằng giới tính đang có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, các cấp ban ngành cần tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 9 năm 2012, đã xảy ra mưa lớn làm cho các xã trên địa bàn toàn huyện ngập cục bộ. Đặc biệt là các xã Cụm Bích Hào như Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Lâm, Thanh Hà, Thanh Tùng và đồng bào hai xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm. Thường trực Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã kêu gọi Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An và các nhà hảo tâm ủng hộ, cứu trợ cho nhân dân huyện nhà bị ngập lụt 100 suất quà tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Trong đó, mỗi suất gồm 2 chiếc chăn, 1 chiếc màn, 1 nồi nhôm, 1 ấm nhôm, 1 chảo nhôm, 1 gáo múc nước nhựa, 2 thùng nhựa đựng nước loại 10 lít với loại 40 lít và 1.120 viên lọc nước. Hôm nay ngày 28 tháng 9 năm 2012, Hội Chữ Thập Đỏ huyện tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, các ban ngành đoàn thể cấp huyện liên quan tổ chức cấp phát hàng cứu trợ ngập lụt tháng 9 năm 2012 cho 100 hộ gia đình của 14 xã Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Lâm, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Giang, Võ Liệt, Thanh Chi, Thanh An, Thanh Liên, Phong Thịnh, Cát Văn, Thanh Sơn, Ngọc Lâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thiệt hại vừa qua.
Nhằm tiếp tục đôn đốc các địa phương hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, vừa qua đồng chí Nguyễn Đình Oánh, trưởng ban dân vận huyện ủy, đã có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã Thanh Dương và Xuân Tường. Tại xã Thanh Dương, đoàn kiểm tra tiến độ làm giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Đến nay toàn xã đã làm được khoảng 20 km, tổng số 31 km giao thông nội đồng. Tổng số khối lượng đào đắp khoảng trên 40.000 mét khối đất đá và làm được khoảng 6 km đường giao thông nông thôn. Tiếp tục khơi thông cống rãnh trên tuyến đường nhựa khoảng 12 km. Địa phương cũng sẽ hoàn thành việc lăn đổi ruộng đất vào tháng 11 sắp tới. Được biết, Thanh Dương đã hoàn thành 8 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tại xã Xuân Tường, các đồng chí trong đoàn đi kiểm tra tiến độ làm giao thông nội đồng. Nhìn chung, tất cả người dân ở đây đang đồng tình hưởng ứng chương trình làm giao thông nội đồng một cách nhộn nhịp. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, tất cả các thôn xóm đang huy động tối đa nguồn nhân lực như máy đào, ô tô để phục vụ chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong những ngày này, bà con nhân dân xã Thanh Chi đang tích cực triển khai làm công tác giao thông thủy lợi nội đồng. Thanh Chi là xã miền núi, đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn diện tích đất nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ, không tập trung, giao thông đi lại khó khăn. Thực hiện chương trình chuyển đổi ruộng đất cho nhân dân, xã Thanh Chi đã triển khai nhiều chương trình đồng bộ gắn với làm giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn và giao thông thủy lợi đã được gắn kết liên hoàn với nhau. Để có được kết quả này, ngoài việc huy động mọi nhân lực, vật lực, xã còn huy động mỗi nhân khẩu, đóng góp tiền để đào đắp cơ giới. Giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng ở Thanh Chi được tiến hành thuận lợi, nếu không có sự ủng hộ của người dân thì rất khó mà triển khai. Rằng cái tinh thần xây dựng nông thôn mới này thì thực sự mà nói khi có chủ trương thì nhân dân là những bản thân tôi và nhân dân là hoàn toàn ủng hộ. Là rất là phấn khởi vui vẻ trước cái từ là chủ trương của Đảng nhà nước đưa cuộc sống của nhân dân đến cái sự ấm no hạnh phúc. Từ trước đây thì như bản thân tôi là đến 90 là xuất đất. Nhưng mà hiện nay trong cái lãnh đạo trường đoàn tôi chỉ còn 3 mảnh. Thôn Chi Lam, xã Thanh Chi là một trong những xóm tiêu biểu, điển hình, ra quân đầu tiên ở xã Thanh Chi trong công tác làm giao thông thủy lợi. Ngay khi có chủ trương của cấp trên, thôn đã vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, thuê xe, máy đào đắp cơ giới để làm giao thông thủy lợi nội đồng. Trong đợt ra quân lần này, thôn đã huy động bà con, trước mắt mỗi nhân khẩu nhận ruộng sẽ đóng góp 300.000 đồng. 100% người dân rất đồng thuận, ủng hộ bởi họ đang hy vọng chờ đợi một bộ mặt nông thôn mới với nhiều khởi sắc hơn ở xã miền núi này. Thôn Chi Lam chúng tôi là một trong những thôn có thể nói là có cái khối lượng đào đất lớn nhất trong toàn xã. Chúng tôi có một cái máy mặn là nhân dân đồng tình người ta búng ra. Người ta búng ra để chúng tôi lăn lại cho đến ruộng đất nay mai chỉ có 2 vùng ruộng và 1 vùng đất. Là tôi thấy đấy là một việc làm hết sức đúng đắn và chúng tôi cũng mong rằng sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí ở các cấp lãnh đạo để đưa cái phong trào xây dựng nông thôn mới toàn chúng tôi nói riêng và toàn xã Thanh Chi nói chung có một cái bước tiến phát triển và thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cho đến thời điểm này đã có 7 trên 14 xóm đã đồng loạt ra quân làm giao thông thủy lợi. Theo đó, việc tiến hành làm giao thông thủy lợi nội đồng sẽ được xã triển khai xong trước ngày 31 tháng 10 năm 2012 và người dân sẽ được nhận ruộng mới trước ngày 30 tháng 11 năm 2012. Mỗi hộ gia đình sẽ được quy về 2 vùng ruộng và 1 vùng đất. Nét mới trong cách làm giao thông thủy lợi ở xã Thanh Chi là xã đã tận dụng máy cơ giới, cải tạo lại những diện tích ruộng, đất cồn bãi không thể canh tác được, đào đắp thành những thửa ruộng để bà con có thể sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ làm giao thông thủy lợi nội đồng, đảm bảo giao diện tích đất ruộng xong cho nông dân trước vụ đông xuân năm nay. Đến thời điểm hiện nay là xã về phần quy hoạch đã được phê duyệt và tiến hành công bố. Còn nhiệm vụ chuyển đổi ruộng đất lần hai, Thanh Chi thì có 14 đơn vị thôn. Hiện nay về tiến độ là cơ bản các thôn đã hoàn thành về số liệu thông qua nhân dân. Và tiến hành là giao ruộng là theo cái kế hoạch của xã đề ra là phải hoàn thành trước 30 tháng 11. Trong thời điểm hiện nay là ban chỉ đạo của xã rồi ủy ban nhân dân đang tập trung chỉ đạo làm giao thông thủy lợi nội đồng. Tất cả các đơn vị là đã vận động nhân dân đóng góp. Theo cái kế hoạch của xã thì đặt ra là vận động một nhân khẩu
là 100.000 đồng, nhưng nhiều đơn vị đã tổ chức vận động và đóng góp là điển hình như đơn vị Chí Lam đấy là có 300.000 đồng đến một nhân khẩu và tiếp tục hoàn thành rồi là tiếp tục vận động đóng góp. Xây dựng nông thôn mới sẽ đem đến một diện mạo mới, thay đổi cơ bản cuộc sống của người dân. Đích đến của nông thôn mới còn xa, nhưng qua từng bước mà Thanh Chi đang triển khai thực hiện, tin rằng một nông thôn mới dần hiện hữu. Đó là cuộc chuyển mình mạnh mẽ của các cấp lãnh đạo từ huyện đến cơ sở để có một thế hệ tương lai mai sau được hưởng lợi. Trong đó, người dân là chủ thể tham gia xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Chương trình thời sự tối nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.